Hello, xin chào mừng thầy cô chú anh chị các bạn đã quay lại kênh tiếp sân MyTV cả nhà. Thưa mọi người, thì hiện bây giờ Tú đang ở trong ngôi nhà hoang, ngôi nhà mà quỷ đầu trọc đó. Hôm trước là Tú đã vô tình để nó xảy khỏi cái bệnh kim can. Thì hôm nay mình đến 15 ngày mọi người. Thì do là cái này mình đang đi quay ở kênh lớn ở một nơi rất là xa, vị trí khác nên không có thường xuyên đem đêm được. Thì chỉ ban ngày mình đến đêm ngày thôi mọi người. Thì cái vụ video vừa rồi cái nhà mình xem là một số đông anh chị comment nó là do cái tay Tú làm ngã cái bình kim can thì con quỷ đầu trọc nó mới thoát ra được. Thật sự cái đó là không phải là do tay mình đụng cho mọi người, mà cái đó là do con quỷ nó tự làm ngã cái bình kim can rồi nó thoát ra. Tại do cái hình ảnh nó bị phức á, phức tầm nhìn cái nhà mình lúc mình để cái tay qua mình lấy cái ba cái nhang á, bây giờ nó đang bị chối gốc cột. Bây giờ mình sẽ hút nó vào mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ phải phong ấn lại mọi người. Bị phong ấn á, vô tình cái bình nó vô tình nó ngã ngay trong cái lúc đó luôn, nên cả nhà mình cứ nghĩ là cái tay Tú đã động vào. Nhưng thật chắc khi xem kỹ chi tiết lại thì cái nhà mình sẽ thấy rõ là cái bình đã có tác động trước khi cái tay mình đụng vào mọi người. Nó thì hôm nay mình quay ban ngày thì cả nhà mình biết rồi, ban ngày thì tiếng động như tiếng nói người dân đi qua lại cũng rất là nhiều. Thì sẵn đây mình cũng xin cảm ơn chị Ba đã giúp cho mình 2.000 đồng để 2.000 đô để mình sửa nhà đó mọi người. Thì thật sự mình cũng không có muốn nói đi nói lại vấn đề này là mình đã sửa nhà đó. Thì cô chú anh chị nào yêu quý cũng như muốn giúp đỡ tinh thần ủng hộ cho Tú xây hoàn tất cái nhà để cho vợ con mình ở nó an toàn và mình có thể đi quay thoải mái hơn đó, thì cảm ơn cái nhà rất là nhiều. Còn ai không không thích hoặc là không giúp được mình thì cũng xin đừng có nó này nó nọ, nó công lắm. Tại vì mình ở đây mình lên mình nhờ sự giúp đỡ chứ không phải mình là ăn trộm cướp gì cả đó. Cũng đừng cứ nghĩ mình giống như là những thằng ăn trộm cướp mà cứ buộc tội ràng buộc rồi nói mình cái nha. Nó thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế nhà thì quay lại video hôm nay thì Tú sẽ vào ban ngày, và hôm nay cũng không biết là ban ngày như thế nào, không biết là còn ở đây hay không, tại hôm trước là mình quay ban ngày vẫn xuất hiện đó. Rồi sau đó là mình đã đến mộng đêm và đã làm sảy rồi. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ quay xung quanh ngôi nhà này, trong vòng ngôi nhà này và xem thử cái quỷ này nó còn ở đây hay không, hay là nó thoát đã chạy rồi mọi người. Thì ok, giờ mình quay cho mọi người xem nha. Thì cái nhà này, thì do là ánh sáng không đủ nên mình phải quay bằng cam phòng ngoài. Ê, cái gì vậy? Cái đầu chọc. Mới thấy cái đầu chọc lúc ló ra vậy. Nè. Nó còn đây cái này. Mình vô thử đi. Ban ngày mà nếu mà ban ngày mà nó dám xuất hiện là cũng giống như người luôn á. Ủa đâu rồi, mới thấy mà. Rõ ràng mới thấy
tôi ló cái đầu chọc ra mà ta. Kì vậy. Vào trong đây thì không thấy. Tiêu ta. Cái màu thì khó thấy hơn. Nói chung á thì mình cũng không ra bên ngoài gì, tại ban ngày con linh nó không dám, nó không dám ra bên ra ngoài đâu, tại ngoài nắng á. Thì nãy mình đứng này quay vô mình thấy nó thụt ló trong cái cửa nào rồi. Kìa. Nó thấy gì đây ta? Nó gì á? Nó thấy được rồi à? Ủa, nó tiêu nó rồi. Tôi thấy nó mà. Quỷ nó xuất hiện ban ngày luôn mọi người ơi. Thì cái nhà ơi, từ bây giờ chắc có lẽ mình sẽ đặt cam cúng kiến cho vong này xuất hiện ra mọi người. Chứ bây giờ ban ngày nó cứ thập thò, nó không có hiện nguyên hình như ban đêm. Nó tiếp tục ló cái đầu của thôi à. Thôi ok, mình tạm dừng mọi người. Ok nha. Thì bây giờ mình sẽ cúng kiến là cam đây mọi người. Bông này nó mới xuất hiện mấy lần. Mà ban ngày thì nó có vẻ như là nó thập thò hơn và nó không có hiện mọi người.
Chào cả nhà. Thì giờ mình ở bên ngoài không biết trong này là cái vong quỷ đó xuất hiện hướng nha mọi người. Thì có gì cả nhà mình cho comment thì biết nha. Và cái cảnh video mà hôm trước mình có quỷ thoát ra khỏi cái bình kim cang á, mình sẽ phát lại cái đoạn khúc đầu cho cả nhà mình xem nha. Thì ok, thì có video xin chúc mọi người thì phải đại phúc nha mọi người. Bye bye mọi người nha.